Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu một sân thượng. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở phường An Cư, đường Lý Tự Trọng, quẹo vô hẻm 140. Thì cách hẻm 140 Lý Tự Trọng thì khoảng 100m, cách lộ ô tô khoảng 20m, nhà có phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Lộ giới trước nhà thì lộ giới 2m. Một căn nhà diện tích bề ngang 7.5, chiều dài 10.5 thì 81m. Sử dụng một trệt một lầu sân thượng thì 160m. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm một căn nhà hơi cũ tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì tham khảo căn này ha. Nhà trung tâm thành phố Cần Thơ. Đó, không gian bếp thì bên đây. Nhà này hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nhà này thấy cũng rất là rộng rãi thoải mái. Quay về hướng Tây Bắc. Lộ giới thì 2m. Đó, lộ ô tô 2m thì lộ ô tô thì xích ngoài đó ha. Đây nhìn đó chừng 16m, không tới 20m nữa. Đó, đó, xe chạy qua đó. Còn quay qua hướng này thì vô trong chắc cũng hết được. Đây là phía trước của căn nhà. Bề ngang 7m thì qua tới cái mí nhà này. Đi qua tới bên đây 7m5. Nhà thì đã qua sử dụng một thời gian thì nó cũng hơi cũ, gì mình sửa chữa lại ha. Giá 2 tỷ mấy mà tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì cũng rẻ. Chứ trung tâm thành phố Cần Thơ mà nhà diện tích rộng cái này thì giá khoảng 3 tỷ mấy 4 tỷ không. Lên đây thì có một không gian sinh hoạt chung rất là rộng rãi luôn. Bếp máy giặt đồ đầy đủ luôn. Nhà vệ sinh cũng ngay góc này luôn. Nhà sinh ngay đây. Còn phòng ngủ thì bên này, phòng ngủ thì rất là rộng. Ở trên thì sân thượng phía trên. Nhà thì dán gạch lên cái này. Dán gạch lên 1,5m. Còn lên trên sân thượng thì đi cầu thang này lên nè. Cầu thang uốn lượn lên chảnh thì có một cái sân thượng giống như ở tầng như đây. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì đến coi thực tế khi dự ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá 2.990 sở hữu ngày, sở hỗ trợ vay ngân hàng là 2.4 tỷ, hỗ trợ vay ngân hàng là 2.4 tỷ luôn. Một căn nhà rất là rộng rãi trong trung tâm thành phố Cần Thơ. Ở trên thì sân thượng thượng mâm bút, nếu gia đình đông thì về làm thêm ở trên nữa. Thì từ vị trí nhà sẽ đi ra ngoài cho quý cô anh chị em xem ha. Đó, nhà rất là rộng rãi luôn. Chỉ có 2.990 sở hữu ngay. Nhà này thì chủ cũng còn đang ở. Tắt đèn hết, chạy con đường ra cho quý anh chị em xem luôn cái đường ra. Đèn bật cho con dao đâu. Tắt đèn đâu không biết luôn. Tắt đèn xong rồi đi. Cái này là ở đâu đây?
Thì chỗ nào cũng thấy luôn. Đi làm vòng tắt cò dao rồi, quý cô chú anh chị em thông cảm, xin cảm ơn nhiều. Bây giờ từ vị trí này sẽ đóng cửa chạy ra ngoài đường phía ngoài cho quý cô chú anh chị em xem luôn. Dạ, vô trong thì còn nhà cũng ngóc hết trơn. Giờ chạy ra đường Lý Tự Trọng. Tới đây là tới lộ ô tô. Quẹo bên kia cũng rộng rồi, quẹo bên đây cũng rộng luôn. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Hướng bên này sẽ đi qua hướng đường 30/4, còn hướng đây sẽ ra hướng đường Trần Hưng Đạo. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.